Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Phú Mỹ đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 5 đối tượng cùng trú tại huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh về hành vi cướp tài sản. Các đối tượng bị bắt gồm Lê Thanh Nhật, 18 tuổi, Huỳnh Quốc Thiện, 18 tuổi, Nguyễn Thành Thông, 22 tuổi, Nguyễn Ngọc Phước, 19 tuổi và Trần Công Thắng, 21 tuổi. Khuya ngày 15 tháng 2, nhóm đối tượng này lưu thông trên 3 xe máy đi từ thành phố Hồ Chí Minh đến Vũng Tàu. Khi đến địa bàn phường Phước Hòa, thị xã Phú Mỹ, chúng phát hiện bà Vũ Thị Mận, 52 tuổi, điều khiển xe máy chở rau lưu thông ngược chiều đường trên quốc lộ 51. Cả nhóm quay xe lại, đuổi theo và áp sát bà Mận làm nạn nhân té xuống đường. Nhóm đối tượng này dùng tay, chân đánh đập nạn nhân, đồng thời lục soát để chiếm đoạt tài sản. Nạn nhân kêu cứu, lúc này Thắng phát hiện một số người dân ở phía bên kia đường nên ra hiệu cho đồng bọn lên xe bỏ chạy. Nhật bị người dân truy đuổi bắt giữ. Các đối tượng còn lại tẩu thoát. Quá trình điều tra, Công an thị xã Phú Mỹ đã xác minh, làm rõ lai lịch Thắng, Thông, Phước và Thiện. Được sự vận động của cơ quan công an, bốn đối tượng này đã lần lượt đến cơ quan công an để đầu thú và khai nhận hành vi cướp tài sản.